Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang đến xem kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách mua phòng trọ không cần vốn. Thường thường khi mà bạn mua phòng trọ hay là dãy nhà cho thuê thì là ngân hàng hoặc là chủ nhà, nếu họ cho mình mượn thì họ cũng tiền, họ cũng cần không phải mình phải là một số tiền vốn. Nhưng mà mình chỉ cho bạn cách này và có thể kiếm những phòng trọ thương lượng mua mà không bỏ vốn. Trước hết, muốn làm như vậy thì bạn phải đi kiếm những cái nhà phòng, những dãy phòng trọ nào mà người chủ không còn nợ tiền ngân hàng, tức là người chủ đó đã mua lâu năm rồi, họ trả hết tiền ngân hàng rồi, như vậy thì họ mới cho bạn mượn tiền được, phải không? Thường thường là những cái người lớn tuổi họ mua dãy phòng trọ lâu năm, giờ lên giá cao lắm. Ví dụ một cái phòng trọ mua 10, một cái phòng trọ 20 căn mua cách đây 40 năm thì ở dùng chỗ mình thì trị giá là 200 ngàn. Họ mua 200 ngàn, 20 phòng trọ hồi đó là chỗ khu gần biển này chưa có phát triển, thành ra giá nó còn thấp, người ta chưa có tới mướn nhiều, giá nhà chưa cao, giá tiền mướn cũng chưa cao. Rồi ông hai vợ chồng chủ đó giữ cái nhà đó 15 năm, trả xong hết nợ nhà băng thì cái nhà đó lên trị giá 500.000 đô. Tại vì cái trị giá của cái nhà cho thuê là tính theo cái trị giá của giá tiền cho thuê. Tiền cho thuê càng cao thì là cái giá của cái phòng trọ cho thuê, dãy phòng trọ càng cao hơn. Thì ông nói là hồi xưa đó ông cho ông mua cái dãy đó cho mướn một căn phòng á, một phòng tắm, một phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp thì có 300 đô. Rồi cái khi mà bán lúc đó, bán lúc 500 ngàn đó thì là nó đã thành ra là 1.000 đô. Cái tiền thuê nó lên. Thì mình bán cho một người khách thì mình làm như vậy. Giờ hai vợ chồng lớn tuổi rồi, không đủ sức mà để chăm sóc 20 căn phòng đó. Tại vì phòng trọ cho thuê tại Mỹ là phải chăm sóc kỹ lắm. Lúc nào cũng phải sửa cửa, sửa vách sơn, vách sửa móng xối, tại vì thanh tra tới nó coi hoài. Phải sơn lại ở ngoài, trong vườn phải tỉa bông, phải làm sạch sẽ. Mà mướn người ở đây thì rất là khó, tại vì người ta đâu có thích làm mấy chuyện đó, hoặc là phải trả tiền cho cao. Nếu mà trả tiền cho cao thì tiền đâu mà tiền lời cho mình nữa, để mình sống nữa, để mình trả mortgage nữa, phải không? Tại vì phòng trọ ở Mỹ thì còn phải đóng thuế đất, phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm về tai nạn, bảo hiểm về bão, bảo hiểm về cháy, bảo hiểm có chuyện gì xảy ra, vậy là nó cháy nhà rồi cái người mướn nhà nó bị tổn thương thì nó thưa mình, thì nó cũng bảo hiểm. Thường thường là người ta 20 căn, 40 căn là tự người ta chăm sóc. Khi nào mà lớn 200, 300, 400 thì mới mướn công ty chăm sóc lại thu tiền nhiều. Nhưng mà cái đó là một giới khác, là mình sẽ bàn sao. Thì là mình mới vô mình mua. Mình mua thì mình nói bây giờ nếu mà ông lấy 500 ngàn đô mà ông đem ra ngân hàng bỏ vô thì ông chỉ lận được có 2% tiền lời thôi. Bây giờ ông cho tôi mượn đi, ông cái nhà trị giá 500 ngàn đô. Tôi mua 500 ngàn đô. Nhưng mà ông cho tôi mượn cái 500 ngàn đô đó, ông là người chủ nợ cho tôi, thì tôi không khỏi phần tới ngân hàng, thì tôi sẽ trả cho ông là 4% tiền lời.
là cứ tính 500 500 ngàn rồi 4% tiền lời trả trong 15 năm là bao nhiêu, thì mỗi tháng tôi trả, tôi săn sóc cái dãy đó cho tôi, săn sóc luôn. Rồi tôi mỗi mỗi tháng tôi trả cho ông kia vô dưỡng lão, rồi ông được nhiều tiền hơn. Thì ông thấy hai vợ chồng mình là người có tư duy, có đàng hoàng, thì không chịu. Tôi nói là chị mình nói là chồng tôi là kỹ sư xây dựng, thành ra cái gì cũng sửa được hết, ông không đừng có lo, cái nhà thành của tôi chăm sóc nó như là một đứa con cưng. Thì ông chịu thì ông bán lại cho mình. Thì ông tính là mà là 500 ngàn đô rồi 4% tiền lời trả 15 năm, một tháng là mình phải trả bao nhiêu. Hai chồng nhắm rồi là cái tiền cho mướn nhà, là tất cả tiền cho mình nó sẽ hết được cái chi phí luôn, cái tiền của ổng, hai chồng mình tính vậy rồi. Thì mình chịu, thì cái 2 năm đầu là mình không có lời bao nhiêu hết, không có lời, chỉ dư đủ để mà trả chi phí thôi. Và đến năm thứ ba là tăng cái, mỗi năm mình mỗi tăng giá tiền thuê nhà thì nó lên, mình thì là mình được dư hơn. Đó là một cách để mua nhà trọ mà không cần tiền vốn. Rồi sau này đó thì mình sau này thì mình thì 15 năm qua đó mình trả hết rồi đó, mình giữ tới bây giờ, thì hồi cách đây 2 năm đó là mình bán đi cái đó, là mình bán ra được là 2,5 triệu, 2,5 triệu Mỹ Kim. Tại vì tự nhiên cái vùng nó bùng phát lên, nó thành ra dùng dùng sang trọng, thành ra người mua đó nó mua cái đó, nó biến 20 phòng trọ thành 20 một khách sạn sang trọng, 20 phòng, nó sửa lại hết, nó sửa cái gì cũng mới hết, đẹp đẽ hết, nó làm khách sạn cái là boutique hotel. Tại mình cái 20 phòng trọ đó là mình có cái giấy phép hành nghề khách sạn. Bây giờ nếu bạn đi mua những phòng trọ nào mà hồi xưa đó, thì nó nhiều khi nó có cái giấy phép để làm khách sạn, thì nếu mà bạn không làm khách sạn thì bạn cũng nhớ là mỗi năm phải đóng tiền cho nó để mình giữ lại giấy phép đó. Tại sau này nếu mà cái vùng mình nó bùng nổi lên, người ta mua cái đất để người ta làm khách sạn thì là có giá trị lắm. Tại vì cái giấy phép khách sạn là nó không phải là ai cũng cấp, nó chỉ là cung cấp hạn chế trong một cái vùng nào thôi. Thành ra nếu mà bạn đi mua đó, bà hỏi bà coi trong cái giấy, bà hỏi tỉnh tỉnh là cái này là có hotel license không ha. Thì đó là ví dụ mà của chính bản thân mình vừa bán xong cho hai người khách cũng vậy, mình kiếm được cho họ cũng tương tự như vậy đó. Hai chồng già muốn bán mà để lấy lời thì lấy lời nhiều hơn là khách là đem đi cho đem tiền bỏ ngân hàng, thì anh đó anh vô anh mua, mình đưa khách, anh là khách của mình thì anh vô anh mua cũng vậy đó, là anh không có đem tiền vô. Mà khi mà bạn mua thì về chuyện có giấy tờ đó, phải làm có đủ thứ giấy tờ, đủ thứ tiền closing cost á. Thì bạn nói là tôi không có tiền closing cost cho mình làm sao, thì bạn nghĩ là khi nào mà mình mua một cái căn phòng trọ đó, thì cái người mà mướn phòng trọ đó, nó trước khi dọn vô nó phải đưa cho mình tháng đầu, tháng cuối và một tháng security, về như là giữ lại mình nó có hư gì đó thì để mình làm lại đó, security deposit. Thì lúc nào cái security deposit là không không có chủ mới được xài, không họ giữ quá hoài. Thành ra khi mình mua cái phòng trọ là mình có trong thì chủ nó phải giao cho mình là cái tháng cuối cùng của 10 giấy phòng trọ, 20 giấy phòng trọ, cái tháng mà security deposit. Thành ra cái lấy cái tiền đó mình làm closing nếu mình không có tiền. À, cái là mình nói là vậy đó ha. Là trước tới hồi closing là mình không có tiền, không có đem vô đồng đồng hết, mà closing là phải tốn, cũng tùy theo nhỏ lớn cũng phải năm tốn 5-6 ngàn, 10 ngàn á. Thì nếu mà 20 phòng trọ mà mỗi cái cho mướn 10 ngàn, 1 ngàn đô la security deposit, 1 ngàn đô la về về last month thì nó là 2 ngàn, thì 20 có lợi mình là 40 ngàn là chủ phải đưa cho mình. Nếu mà bạn mua những vậy bạn phải mướn luật sư, họ sẽ chỉ dẫn cho bạn cách làm. Nhưng mà đây cũng là cách để mà đi mua phòng trọ không có tiền vốn. Thì kiếm những người vậy cũng khó, mình phải la cà những chỗ dãy những khu phòng trọ đó, mình la cà, mình làm quen với chủ, mình coi người là họ, mình hỏi thăm, mình nói nếu muốn bán thì nói cho tôi, thì nói giờ tôi không có bán đâu, tôi không bao giờ tôi bán. Họ có nói, ừ vậy thì cũng vậy chứ đâu ai muốn bán, tại muốn bán khi nào người ta có gì hư hay là người ta có chuyện gì người ta mới bán chứ không, thường thường
thường thường phòng trọ làm ra tiền họ đâu có bán, mình phải la cà đó rồi mình thăm hỏi nó, mình làm quen thành bạn, là mình hỏi lâu lâu mình hỏi lại ở có bán chưa, bác có bán đi thì tôi mua cho, hay là họ hay là tôi có khách, tôi có khách mua bán là kêu tôi trước. Mình làm bố đất bất động sản mình nói vậy, mình nói mấy chủ chủ phòng trọ khi nào anh chị bán thì các em trước đó, là như vậy ha bạn. Cái đó là đây là cách mà mua phòng trọ mà không cần vốn. Chào bạn ha, rồi hẹn hẹn gặp bạn bạn bài clip sau, mình sẽ tiếp tục chỉ dẫn về cách làm giàu bằng bất động sản cho bạn hiểu biết. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong con đường sự nghiệp.